Hi, chào mọi người, chào mừng đã trở lại trên channel của mình ha. Thì hôm nay chúng ta đến với là loài vật ở dưới biển mọi người ạ. Và mình đang phát hiện ra con này rất là giống với lại Musa. Thành ra hôm nay mình sẽ làm về cái con tên là Platycarpus mọi người ạ. Một con quá vật ở gọi là vùng ven biển, không ven cũng không ven lắm, nhưng mà mình đang hình sống này mình nghĩ là nó nói chung là sống không có sâu mọi người. Và cái hồ nó rất là giống với lại hồ mùa xa mọi người. Mình không biết là nó ăn có giống mùa xa không thì để mà mình mua thêm coi, để xem sức ăn của nó rất là giống, có giống mùa xa không nha. Và mình đang có ba con ở đây mà mình sẽ cho nó ra thử coi nó ăn thì sẽ như thế nào nha. Nếu mà giống mùa xa thì hơi bị ngầu, nhưng mình nghĩ con này sẽ không được giống mùa xa đâu. Mùa xa là con vật được ưu ái rất là nhiều và con này chắc chắn không được ưu ái như mùa xa đâu. Wow, và nó ăn con cá mập mọi người ạ. Oh my god. Ơi, cái tổ này bự lắm mọi người ạ. Mình không nghĩ là nó có thể ăn con vật ăn như con mùa xa, nhưng mà thức ăn của nó là cá mập mọi người, mà chứng tỏ con này là một con rất là bự luôn á. Phải nồi thật chứ. Mùa xa thì cũng có ăn là treo trên vàng, và con này là săn nổi, săn cá mập luôn mọi người. Và con cá mập đối với nó như là một con cá con với mọi người á. Trời ơi, đúng đây là một con quái vật biển sâu mọi người, mà mình chọn đúng nền văn minh rồi, nó rất là bự mọi người á. Được rồi, rồi bây giờ chúng ta sẽ cần mua khoảng 8 con. Trời ơi, mình không tin là con này là nó khủng như vậy luôn á. Cá mập là gần như là nó rất là bự mọi người ạ. Con cá mập rất là bự, và con này thì nó đơm cả con cá mập luôn. Cá mập y như là một con cá, gọi là y như là cá trích của mấy cái con kia nó hay săn đó mọi người. Nhưng mà con này thì nó quá là bự. Chúng ta tìm ra một loài gọi là thủy quái nữa rồi mọi người ạ. Thủy quái gọi là to hơn cả Mosasaurus nữa. Con này là nguy hiểm hơn cả Mosa ư? Không chắc, nhưng mà nó rất là bự. Như mình biết kích cỡ nó rất là bự, khi mà con cá mập đứng với nó chỉ có một chút xíu thôi. Và ok, các bạn sẽ cùng xem lại một pha cận cảnh ăn của nó nữa nha. Trời ơi, các bạn thấy đó, con cá mập chúng nhỏ chút chung chung trong cái miệng của nó luôn mọi người. Con này to hơn như là cá voi vậy các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nâng cấp nó lên nha. Trời, con này chắc chắn là lượng máu chắc là khủng lắm luôn đây. Đáp chưa biết, nhưng mà chắc chắn là lượng máu chắc chắn là rất là khủng. Wow, nhìn cái này nó khủng thực sự các bạn ạ. Cùng xem con này nâng cấp lên thì sẽ đẹp như thế nào. Nhưng mà mấy con thủy quái thì nâng cấp lên nhìn rất là đẹp mọi người ạ. Và mình muốn hỏi mọi người, nếu mà video này mọi người đã xem mà cái xem hết nghe những lời mình bình luận, thì các bạn không biết là các bạn muốn mình làm Ark Survival Ascended bản đất liền trước hay là bản Scott Earth trước. Vì bản Scott Earth thì nó mới vừa ra cái map đó, và mình cũng đang rất là kiểu mình muốn trải nghiệm lại Ark Survival ở một cái phiên bản gọi là phiên bản siêu đẹp mọi người ạ. Thì đó là cho ý kiến mọi người, ý kiến nha. Ý kiến thì mình sẽ mua game và mình làm cho mọi người coi. Nhưng mà không biết bữa nào đâu. Rồi, chúng ta sẽ lên tiến hóa cuối cùng của nó. Chuẩn bị nha. À, quên một cái này, một cái nữa. Thì cái bản Ascendant của nó mình thấy khá là đẹp mọi người. Một kiểu đồ họa rất là nặng, nói chung là nặng cực kỳ. Ark Survival đã là rất là nặng rồi, nhưng mà phiên bản nó là cực kỳ nặng. Mấy mình thì chắc mình nghĩ là có thể cân được ấy. Mình cũng khá là khủng. Để mình có thể quay lại Ark Survival cho mọi người xem. Phiên bản gọi là chân chất hình như là ít mod hơn, hình như nó cũng có mod rồi á. Và cái bản Scott Earth thì khá là đẹp, nhưng mà chỉ có vài con thú mới. Nhưng mà nói chung là để chơi trải nghiệm cho mọi người xem, chắc mọi người sẽ rất là thích đấy.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ cho nó tiến hóa ở giai đoạn cuối cùng của cái con thủy quái gọi là, chắc mình nghĩ là nó mạnh hơn cả Mosasaurus đó mọi người. Ôi, coi nó kìa. Ôi, con này cảm giác mạnh hơn Mosa mọi người ạ. À, thủy quái này còn mạnh hơn cả Mosa hả? À, và chắc chắn lượng thức ăn con này là đâu đó khoảng rất là nhiều đấy. Đâu rồi, cùng xem gương mặt của... Oh my god, trời nó đẹp dữ vậy. Ôi, con này nhìn nó đẹp quá mọi người ạ. À, oh my god, nhìn nó đỉnh kia kìa. Trời ơi, so với kích cỡ thì cá mập chỉ chút xíu so với nó thôi mọi người. Con này gọi là thủy quái, gọi là nguy hiểm hơn cả Mosasaurus ư? Chắc chắn là như vậy đâu mọi người. Nhìn nó với cái bộ giáp này thì Mosa chẳng là cái đinh gì đối với nó đâu mọi người ơi. Trời ơi, đẹp dã man luôn. Blacky Carrot, con này chắc chắn là con mới đó mọi người ạ. À, đẹp quá. Khá đẹp các bạn, con chim ngưỡng con gọi là thủy quái dưới biển đó mọi người. Ôi, ngầu thật sự luôn á. Ok, và mình sẽ đem nó vào đấu trường xem sức mạnh thật sự của loài thủy quái này như thế nào nha. Vâng, và nó đứng trên cả Mosa mọi người ạ. À, lượng máu 4.000 và lượng đam thì thấp hơn, nhưng mà nó được xếp trên cả Mosa. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem sức mạnh của hai cái loài thủy quái. Thì mình cho nó vô nhập cái đấu trường mọi người ạ. À, đấu trường mod không có tiếp thôi chứ không phải mod, mọi người mod nó hơi chậm cái đánh đó. Đây, chúng ta sẽ dùng hang động và hai cái sóng biển nha. Sò là không cần dùng, không dùng luôn, tại vì mình không có sò là mạnh cả. Vâng, mà chúng ta gặp cái đội hình cũng khá là chiến đó. Đối thủ của chúng ta có lượng máu thấp, nhưng mà bù lại đó thì lượng đam rất là to các bạn. Nếu mà sò có hai lượng, nếu mà tấn công mình luôn thì mình cũng gọi là gấp ngé. Ui, con đẹp thế. Con này con mới á mọi người. Hình như con này hybrid rồi. Nó hybrid lên rồi mọi người. Ôi, và đối thủ đem ra là một con cá kịch Sinasudon khổng slo luôn. Được rồi, nó là kỵ hệ mình, và chắc chắn với hai nhát cắn thì mình có thể đi đời ấy. Mình để xem này, nó có dùng tiêu diệt mình không. Nếu mà chết con này thì mình sẽ dùng con Sinasudon tiêu diệt nó. Ok, nó check đam mình rồi mọi người, nó check điểm mình rồi. Không sao cả, không sao cả. Đây, với hai nhát cắn mình sẽ cắn lại nó nè. May quá, cắn được ngàn đam rồi. Rồi, nó lấy 4 điểm. 4 điểm, mình sẽ nghĩ là nó dùng hết 3 điểm quýnh mình á. Mình cá là như vậy. Hay là dùng hết số điểm đấy. 3 điểm chính xác mọi người ạ, đoán chính xác rồi. Ôi, con Sucho đất của mình đã đi rồi. Được rồi, Mosa ra, Mosa đam to, mẫu to mọi người ạ. Ok, với số điểm này thì tiêu diệt khá là dễ dàng. Gãy nè, và hai con kia là nó bị kỳ hệ với mình nên thành ra rất là may mắn mọi người ạ. Gelamosaurus mọi người ạ. Nhưng mà Mosa, quýnh Mosa chắc là không có tuổi rồi. Ôi, cần luôn à. Đen cho bạn là bạn chưa có tuổi đó đâu. Không có tuổi đó đâu cưng ơi. Tiểu diệt đối thủ. Chắc là để con này nó cân 2 cũng được á, nhưng mà mình ui. Con này đẹp quá mọi người. Con Dacoderma đẹp dữ vậy trời. Ui, có đỉnh mọi người, đẹp mọi người, thấy thích rồi đó. Jotun, được rồi, mình sẽ đổi con này ra nha. Rồi, chúng ta sẽ có con quái vật biển sâu gọi là to hơn cả Mosasaurus đó mọi người ạ. Rồi, tiêu diệt nó nào. Chấp nó giáp cao luôn á. Ui, các bạn nhìn kìa. Wow,
Trời ngầu với cái lượt tấn công gọi là sức mạnh của sóng biển luôn mọi người ạ. Quá là ngầu luôn á.